Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ nộp hồ sơ bảo trợ tài chính khi hồ sơ được mở với NVC. Trước khi đi vào video tìm hiểu, nếu mọi người thấy video của mình hay, chia sẻ những thông tin hữu ích, xin mọi người ủng hộ cho mình bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh, subscribe, like, share, comment để động viên tinh thần cho mình nhé. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.